Đây, mình đã đi bộ tới cầu An Hội rồi. Đấy, phía xa kia là Bình Minh đang ló dạng. Đằng sau phố cổ. Trời mát đó. Bên này là chùa cầu nè. Bính thiền. Đi qua chùa cầu. Chị Thảo có đói bụng không? Đói bụng xíu nữa đi ăn. Ok, xíu nữa mình sẽ đi khám phá chợ. Phải đi hồi ăn buổi sáng mới chụp hình được. Không có đông. Chứ đi buổi chiều là sao chụp người chứ không chụp hình được không? Rồi. Con chó. Điện mai check in thần thánh. Ê, là chó bị lăn kìa. À. Hoa là chưa. Rồi. Xong mình ngồi ngay góc đi những cà phê. Ờ. Xong mình nhìn ra thành phố. Xong. Wow, không có cái con cá gì nè, muốn là city trường cũng được. Ờ. Bây giờ mình đã tới cổng chùa Bà Mụ. Wow. Nắng nha. Wow, nắng quá. Ấy nó mà buổi sáng mình biết ra đây mình chụp cái lúc mà mặt trời mới lên á. Trời chói sáng. Các bạn ơi, mình đang tới cổng chùa Bà Mụ. Đây là cũng là một cái địa điểm mà mình thấy mọi người check in rất là nhiều. Phía sau lưng mình nè. Cổng chùa thì nó rất là cổ kính và có cái tông màu chủ đạo màu đỏ nên khi mình lên hình thì rất là nổi bật. Bước vô trong cổng chùa là thấy có hoa sứ dọc hai rất là nhiều luôn mà thơm nữa. Ừ. Đó, nên là có hai cô gái đang lướt tóc phía trước. Ở cổng chùa là sẽ có một cái hồ hoa súng rất là đẹp. Bây giờ thì hai chị em mình sẽ đi bộ tầng tầng ra chợ Hội An để ăn sáng và sẽ quay lại trên đường đi có cái gì đẹp, có cái gì hay, chỗ nào check in dễ thương xinh xẻo thì chị em mình sẽ quay phim lại cho các bạn xem.
mấy tô hả? Tôi tưởng ăn phải 2-3 tô chứ. Rồi, đây, xong. Cô bán ở đây được bao nhiêu năm rồi cô? Từ mấy giờ đến mấy giờ con? Sau khi tham quan một vòng phố cổ Hội An và ăn cao lầu tại chợ, mình vô tình biết được đây cũng là quán ăn đầu bếp Anthony Bourdain từng đến đây. Bây giờ hai chị em mình sẽ đến bảo tàng nghệ thuật di sản vô giá của nhiếp ảnh gia người Pháp Rehan. Những tác phẩm được trưng bày tại đây là kết quả của cuộc hành trình hơn 10 năm của nhiếp ảnh gia người Pháp trên con đường tìm hiểu các nền văn hóa lâu đời của 54 dân tộc Việt Nam.
Bảo tàng luôn mở cửa miễn phí cho du khách nhằm truyền bá rộng rãi di sản văn hóa của các nhóm dân tộc đang đứng trước nguy cơ biến mất. Văn hóa người ta giao thoa với nhau thì người ta kết hợp lại, người ta sáng tạo ra máy này. Hình thức là người thợ người ta sẽ đạt ngột, sau đó cái kết hợp với lại cái lá gô này nó di chuyển lên xuống, cái lượt này nó sẽ dập vào như vậy. Khi mà người thợ người ta đạp á, sợi cân ngang á nó kết hợp như thế nào, tức là người ta phải luồn từng bàn tay nghe. Ví dụ như có cái xúc chỉ dài như này, người ta quấn chỉ vào đó, người ta luồn qua, người ta đạp 3, 4. Sau con là những cái đồ vật hiện vật bây giờ là cũng từ cái thời đó. Dạ đúng rồi, từ thời đó người ta giữ lại luôn. Và ngày xưa người ta sống rải rác từ miền Bắc vào Nam, nhưng mà hiện tại bây giờ là người ta chủ yếu sống ở vùng Ninh Thuận, đại phần vùng phía Nam của mình, người ta không có sinh sống rải rác nữa. Hình thức nuôi tầng này á là người ta để từ năm như vậy ở trong nhà. Thì cái này là hình thức nuôi tầm của người dân tộc Kinh của mình từ thời xưa đến giờ luôn. Còn đối với người Chamba, dân tộc thiểu số Chamba là người ta sẽ nuôi tầm, người ta để tầm nó sinh sống ở trên cái cây đó luôn, và cho nó ăn lá dâu, cho nó nhả tơ, và nó tạo thành kén thì người ta sẽ thu hoạch cái kén ở trên đó. Màu tự nhiên của bụi tơ tầm nó sẽ có hai màu, một cái là màu vàng, một cái là màu trắng. Còn tất cả các màu còn lại người ta sẽ nhuộm nó đi. Một trường hợp ấy là con nhộng trong này nó vẫn còn sống, người ta bỏ trực tiếp vào đây, người ta kéo ra thì nó sẽ lòi ra cái con nhộng tươi để cho mình về mình xào mình ăn hay gì đó. Trường hợp thứ hai là có cái kén này nè, nó được người ta sấy cho nó khô rồi, nó giữ được lâu hơn. Cái quá trình này người ta gọi là quá trình ươm tơ nha. Thì ươm tơ là sẽ có một người ngồi để bắt kén này, và một người ngồi đó người ta quay tơ. Mỗi cái kén nó nhả là cái sợi tơ nó rất là nhỏ, rất là mạnh. Đây là của một kén nha. Người thợ người ta sẽ ngồi đó, người ta quay. Và người thợ ngồi ở đây người ta sẽ canh là cái nào hết tơ hoặc là cái nào bị trục trặc gì đó là người ta sẽ xử lý bí liền. Đối với thợ chuyên nghiệp nha, người ta ngồi đó người ta làm, người ta bắt liên tục vào. Dài mỏng thì nó tùy thuộc vào cái số lượng kén người ta kéo lên thành một sợi ấy. 1935 thì bởi sự cải tiến của ông Võ Dẫn, nó gắn thêm mấy cái bánh răng này, gắn thêm mấy này, gắn cái trục phía sau kia để tạo cái năng suất cho nó nhanh. Người ta bỏ cái xúc chỉ vào trong cái con thoi qua cái khe chỗ này,
khi mà người ta đạp ấy là nó sẽ đập con hơi chạy từ phải sang trái và từ trái sang phải, nó sẽ tạo ra một cái miếng vải. Xưa người ta rất là sáng tạo nha, không có điện, không có gì, không có một cái gì mà gọi là công nghệ hết. Người ta chỉ sáng tạo, người ta rất tỉ mỉ bằng cái kinh nghiệm người ta có thôi. Người ta sắp xếp cái sợi hài, sau đó người ta xỏ qua hai cái này. Cục đá vôi á, dạ, cái san hô à chị, san hô, san hô. Xong người ta cột ở đây tạo thành cái sức nặng. Thì với sức nặng này người ta sẽ kéo cái sợi đây, nó phân luồng hoa văn cái sợi này, nó đi lên, nó ở dưới, nó đi xuống. Thì cái hợp của bên này người ta dệt nó sẽ tạo ra hoa văn như vậy. Đây là cái dệt có hoa văn. Thì qua đây mình sẽ có một cái nhận định khác về lụa. Người ta chỉ nghĩ là lụa là nó mềm mại mượt mà thôi, nhưng mà tùy vào cách người ta xử lý và tùy vào cách mà người ta kéo sợi ra thì người ta sẽ tạo tác lượng lụa nó khác nhau. Người ta có thể tạo ra lụa cứng, lụa thô, này lụa thô này, hoặc là lụa mịn, dài, mỏng gì khác nhau. Nói chung là rất nhiều dập, chứ không phải lúc nào mình nghe là lụa là cũng mềm mại mượt mà như vậy. Cảm ơn các bạn đã xem đến hết video này. Nếu các bạn thích video thì hãy đăng ký kênh để ủng hộ hai chị em mình nha. Hai chị em mình sẽ ra thêm nhiều video hấp dẫn hơn để dành tặng đến các bạn. Xin chào tạm biệt các bạn và hẹn các bạn ở những video tiếp theo. Bye!